mà kiểu đi gần không có chuyện gì nói lôi nó ra để kích bác. Tất cả các vợ chồng cứ cãi nhau là được không ạ? Sợ ấy không quan trọng gì. Cãi nhau đau đầu lắm. Cãi nhau là được. Đấy, không cãi nhau trai tìm gái dưới chồng này cờ bạc mai vợ hằng hắt xong mọi thứ chuyện con nó ngoan bố mẹ nào cũng mừng nhất con nó thành đạt. Bây giờ như sáng nay con bảo đấy, làm đến một cái tầm nào đấy miễn là mình phải quản lý được con mình. Chứ còn giàu thế giàu nữa mà con không ra gì thì cũng vứt đi làm như con đấy chúng nó không thì làm nuôi sống mình để cho chúng nó nữa. Bây giờ làm bao nhiêu tích góp lại bao nhiêu rồi nó đốt hết thì tích góp làm gì? Ba nữa nó bảo em chuẩn bị luôn cái ăn đi, cứ mãi đi để con ở nhà giờ con bây giờ có giấy về mai có giấy về không tốt đâu mà bây giờ cứ nghĩ thôi đâu mà nó không giỏi mà bây giờ xã hội nó đưa đẩy vào nhanh lắm. Mãi chơi thì nó cứ học tốt thôi, xã hội nó đưa đẩy vào rồi nó sa ngã ngay rồi không để ý là chết ngay. Có cái gì đâu ông nông ra bệnh viện thì tốt nhất là ông ăn một cái bánh mì kẹp trứng, hoặc là ra tốt nhất chỉ ăn bánh mì kẹp trứng thôi là sạch nhất. Con nói thật mà.